Bạn hay nói mình á, mày cũng làm nghề như người ta, đâu cần phải bù dập người ta như vậy đâu, mình đâu bù dập ai đâu. Có ví dụ tình huống này các bạn, may mắn á là nó đứt cái cọng dây điện á, còn xui một cái nó không đứt coi. Coi cái xe này nó cháy ra bả ra cho không biết. Mà may mắn á thì nó cháy ngoài đường, mà xui nó cháy trong bãi xe thì sao? Nó cháy trong một cái hầm gửi xe thì sao? Có phải là một cái cuộc hỏa hoạn rất là lớn không? Xui nó đang đổ xăng nó cháy thì sao? Có phải là nổ cái xăng không? Các bạn thấy được cái tiêu cực rất là lớn không? Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Hôm nay là một dịp rất là tình cờ. Tự nhiên mình chợt nhận ra đó các bạn, shop mình mở ra là để lắp đèn chợ sáng chống trộm. Tự nhiên giờ thành shop làm điện luôn. Nguyên vàng trong đây đều làm điện. Hôm nay là review chiếc GN phong cách Tracker hay là Cafe Racer gì đó. Phong cách này chắc Tracker rồi. Chủ trước độ không có tới và tại sao không tới thì mình sẽ cho các bạn biết. Review từng xe ha. Một xe chết đồng hồ, làm lại dàn điện. Sirius 62+6 cũng làm lại dàn điện, làm lại đồng hồ. Hồi đó đi đồng hồ phát, giờ làm lại đồng hồ real. Có xe mắc cây luôn các bạn. Sirius có xe mắc cây luôn, hơi bị đỉnh luôn. Nó xe mắc cây này là ai mở cũng được luôn. Lại gần nó là mở được luôn. Đỉnh. Đây là chiếc Chopper Viago, Viago phong cách Chopper. Hôm nay chủ đề chính của chúng ta đó là chiếc GN125 đã bị cháy dàn điện vì thay một bộ dàn điện mới. Các bạn nghe nó hơi sai sai đúng không? Tức nghĩa là dàn điện xe này nguyên bản zin của nó là cũ rồi, chủ xe thay một dàn điện mới và vì là thay dàn điện mới cho nên xe nó chạy không có đường nữa và nó cháy luôn. Mà mình sẽ cho các bạn biết lý do tại sao nó cháy. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là sáng xe này á tới á, chở bằng xe ba gác tới đây luôn, không có cách nào để xe nó xài được nữa hết. Và mình cho các bạn biết lý do tại sao xe này bị cháy banh hết rồi các bạn. Đây là dây nguồn nè, dây trước khóa nè, dây trước khóa là dây nhạy cảm bị cháy rồi, cháy bấy nhầy luôn. Đây nè các bạn, tụi mình là những thằng làm điện không có chuyên nhưng mà tụi mình không bao giờ dám làm vậy đó. Nguyên màu của nó là cái dây xanh lợt, sau đó lên đây là dây xanh đậm, rồi sau đó lên đây vô cốt, rồi sau đó cái dây này là dây màu đen sọc trắng, lên tới trên này nó chuyển thành dây vàng sọc xanh, lên trên này nó chuyển thành dây màu nâu đó. Nè cốt nè, đó cắm vô đây đó, nó vậy nè, cốt nè, cốt người ta làm vậy nè đó, cứ quấn cục dây điện xong cái nhét giữa cốt vậy nè, cốt cái nhét vô cốt cái bằng cách là bóp nó lại cho nó nhỏ lại rồi nhét vô đó, là nó sẽ bị tình trạng chập chờn. Tại vì đực nó phải nhét vô cái mới được, hai cái chơi với nhau chơi lết mẹ rồi, nên là hai đực chơi nhau chơi gây mẹ nó rồi, nó không hợp lý lắm, nó bị lỏng rồi. Đó là phần sau nha, phần giữa là phần rất là quan trọng. Thứ nhất là mặc định màu dây, hãng á người ta thông minh lắm thì người ta đã quy định màu dây á là dây nguồn luôn luôn sẽ là màu đỏ. Thì cái người chủ xe này không biết làm ở đâu, không có code để bấm cho nên là mới cắt cái code của người ta đi. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem kỹ luôn. Dây nguyên bản của nó là dây màu đỏ, nhưng mà thanh niên này lại quất vô cái dây màu xanh, nó bị lộn với cái dây mát. Rồi cậu chì mới là ghê nè, cái này mới ghê nè, cái này không ghê là không có cái nào ghê nữa. Nhưng mà chút nghĩ cho các bạn xem, giờ xem sơ bộ. Rồi dây này dây nguồn nè, nó cháy từ đây nè các bạn, rồi nó cháy đây. Mình sẽ cho các bạn xem nó cháy từ đâu tới đâu nha. Phần này là phần nặng nề nhất, là cháy 3 dây, cháy bấy cọng dây này rồi. Cái này á là nó kéo lên đầu đèn, các bạn thấy rõ cháy nha. Nó cháy từ đây nè các bạn, nè cháy nè, cháy chảy nhựa ra nè, rồi đi đây nè, lên đây nè. Điều đặc biệt nha, ngay vị trí bình xăng nha, lại tiếp tục cháy nè. Nó cháy kéo lên hết luôn mà, cháy ngay vị trí bình xăng nè, kéo lên tới đây nè, còn có dắt nè, nhưng mà zin nè các bạn thấy không, cái dắt zin nó bị cháy nè, cháy quét trên bể hết tất cả những cái zin luôn. Tới lên đây nó vẫn là cháy, cháy 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 lên tới cổ khóa luôn, tới cổ khóa nó bị đứt ra, tới cái dây trước khóa nó bị đứt ra. May là nó đứt ra chứ không là nó cháy nguyên xe rồi. Đây là bình xăng nè các bạn, bình xăng nè, ngay vị trí ống xăng luôn nè, nó cháy lên. Thì mình nói các bạn chứ xe nó bị đứt cầu chì là lý do bị chạm nó mới đứt, bị mát nó mới đứt, bị sai nó mới đứt, chứ không phải tự nhiên khê khê mà nó đứt, nó quá tải nó mới đứt. Tự nhiên đấu cầu chì vô và cho các bạn biết tại sao cái xe một bộ dây điện cũ, sau đó khách thay một bộ dây điện mới, và sau khi thay một bộ dây điện mới là nó cháy luôn bộ dây điện mới luôn. Rồi về công tắc thì làm nửa mùa đó các bạn. Thời buổi gì rồi, không dám mua cuộn dây điện quấn vô, còn phải lấy một ni lông á, tách ra bắt đầu quấn vô. Bạn hay nói mình á, là những anh mà sửa xe á, có làm chung nghề hay gì đó, hay nói mình vậy nè. Mày cũng làm nghề như người ta, đâu cần phải bù dập người ta như vậy đâu, mình đâu bù dập ai đâu. Mình đang nói cái sai của cái người làm chiếc xe này, chứ mình không có bù dập bất cứ cái gì hết á. Cái xe nó chỉ làm 4 phần, sườn xe, máy xe, dàn nhựa và dàn điện. Thì bốn cái này cái nào cũng quan trọng hết á, không có dàn nhựa xe chọc lóc mà nhìn kỳ lắm. Cái sườn xe này không khỏi cần nói cũng đều quan trọng rồi. Không có sườn xe sao chạy, không có cục máy sao chạy. Mỗi một cái thứ ở trên xe đều cần phải có một cái nghề để xử lý cái đó. Bây giờ kêu mình làm máy đi, mình làm đường mình con các bạn luôn á, mình đâu có làm máy được đâu, mình không biết làm máy luôn á. Mình không có chế nhựa được, không có chế mũ được, không có làm cái dàn nhựa nó đẹp, không phải là rửa xe siêu sạch được, mình không làm được điều đó. Mình cũng không có hàn điện vô cái sườn được, mình không có gia cố được cái sườn, mình chỉ làm điện thôi.
và mình biết được tầm quan trọng của dàn điện, cũng giống như một anh thợ máy biết được tầm quan trọng của một cái cỗ máy làm đúng. Và các bạn thiếu dàn nhựa, các bạn vẫn có thể đi được, nhưng các bạn sai sót ở vấn đề điện. Các bạn không những không đi được mà xe của bạn nó còn bị cháy nữa. Nó còn bị cháy nữa các bạn. Chứ bây giờ làm sao, bây giờ nói gì giờ? Ồ không lẽ giờ anh này anh làm sai rồi, giờ mình sẽ chỉ với các bạn làm đúng. Mình không có một cái phản hồi tiêu cực gì hết thì làm sao các bạn hiểu được cái tầm giá trị. Nói ví dụ tình huống này các bạn, may mắn á, là nó đứt cái cọng dây điện á, đứt trên ổ khóa. Còn xui một cái nó không đứt, coi coi cái xe này nó cháy ra bã ra cho không biết. Mà may mắn á thì nó cháy ngoài đường, mà xui nó cháy trong bãi xe thì sao? Nó cháy trong một cái hầm ghế xe thì sao? Có phải là một cái cuộc hỏa hoạn rất là lớn không? Xui nó đang đổ xăng nó cháy thì sao? Có phải là nổ cái xăng không? Các bạn thấy được cái tiêu cực rất là lớn không? Vậy nè, mình chỉ nói vậy thôi. Xe nó có cầu chì là để nó ngắt khi có rủi ro, khi có sự cố. Và vì làm như vậy cho nên nó cháy. Các bạn biết chức năng của cầu chì không? Để ngắt cái nguồn điện nè, không đưa lên bộ dây nè. Nhưng mà thanh niên này làm vậy nè các bạn, vô trực tiếp luôn của cầu chì người ta vậy nè. Thì ở giữa hai cái này nó sẽ có một cái cầu chì để khi có sự cố nó ngăn nguồn điện liền, nó ngắt cái nguồn điện ra liền ngay lập tức, để không điện nó không truyền lên đây, để nó không dẫn đến việc cháy dây, và cháy dây nó dẫn đến cháy xe đó. Các bạn hiểu ý nó mình nói không? Đó là cầu chì nó vậy nè, đúng chức năng nó vậy nè. À, vậy nè, thanh niên nó vậy nè, xong nó bỏ vô hộp là nó đi thì sao? Là khi mà bị chạm á, đâu có nước, đâu có đứt cái gì đâu, đâu có gì để nó ngắt điện đâu, và thế là nó truyền điện lên đây. Và cái bình nó đâu có, nó đâu có thông minh như con người, cứ truyền điện, mày cho tao điện thì tao dẫn điện lên và tao chập vô trong sườn, tao bị cháy và tao cháy hết luôn, cháy banh luôn. Bây giờ như vậy nó hai cái tình huống khó lắm. Nếu mà thay một bộ dây điện thì mình lấy khoảng 500-600 ngàn tiền công cho thay một bộ dây điện đi lại full cord jack. Tùy nha, khoảng tính hãng rơi vào tầm đó thôi, nó không hơn hoặc là nó cũng không ít hơn, không nhiều hơn bao nhiêu hết. Ok, bây giờ không thay dây điện đi thì bây giờ mình nói các bạn nè, chỉ có một cọng dây này cháy thôi đúng không các bạn? Các bạn thấy mà, chỉ có một cọng dây này cháy thôi và tất cả những cọng dây khác đều sống. Nhưng mà không ai dám chắc được rằng ở đây nè, nó cháy lâu quá, nó cháy nóng quá thì nó dẫn đến một cái dây khác nó cháy theo nè. Nè, ví dụ đây nè. Nó nóng quá thì nó dẫn đến một cái dây nó bị hở điện nè. Rồi lên đây. Đó thì bây giờ nó cháy tới đây rồi, giờ sao? Nó bị chốc ra nè, thì nó đã bị lòi điện ra rồi. Rồi dưới đây cũng vậy nữa. Thì ai biết chắc là trong đây nó có chạm cọng dây gì nữa hay không? Nó bị cháy rồi mà, nó quá nóng rồi mà. Thật ra thì nó cũng hơi nhạy cảm và mình cũng hơi xấu tính. Mình nói chuyện thẳng lắm, nói chuyện thật lắm, chứ không có thích kiểu giả nhân giả nghĩa, không có. Có sao nói vậy à, vui. Nhìn chiếc xe này mình vui. Mình vui vì sao? Ít nhất khách hàng này cũng hiểu được giá trị những gì mà anh em mình làm ra, và giá trị của tiền công, giá trị của chất xám của thằng làm điện. Thật ra làm điện mà đâu có gì đâu khó, không có gì khó đó. Bữa nào rảnh đi các bạn qua đây mình dạy nghề cho. Mình dạy free, còn trả lương cho học viên nữa mà. Người thợ làm máy sẽ giúp cho xe các bạn đi nhanh hơn, bọt hơn, bền hơn, phấn khích hơn. Thợ làm sườn sẽ giúp cho mạng của các bạn an toàn hơn ở những cái đường gồ ghề, ở những cái đường xấu, đi nó đỡ mệt hơn. Một người thợ làm dàn nhựa nó sẽ giúp cho xe của bạn sáng hơn, đẹp hơn, các bạn cảm thấy hãnh diện hơn. Một người thợ làm điện rất là khó để thể hiện được trình độ của mình. Tại sao? Tất cả nằm trong đây hết rồi. Cái giá trị của những anh em làm điện á, nó không có được tôn vinh nhiều như những anh em khác cũng cùng một cúp xe máy. Nhưng mà đây là giá trị của một người thợ điện làm ra. Không bao giờ để cho chiếc xe các bạn bị như vậy hết á, mà còn đi lâu đi dài nữa. Nhưng mà các bạn thường sẽ không công nhận cái giá trị đó. Lấy 100 ngàn, 200 ngàn tiền công bị chửi như chó vậy các bạn. Ở những ngày đầu tiên xem shop mở ra bị chửi như chó luôn. Thì đó là lý do người ta không thích làm điện là như vậy á. Sau vài tiếng thảo thuận với khách thì khách sẽ mua một bộ dây điện khác ở ngoài hãng và mang qua để tụi mình đi lại hết từ A đến Z. Như vậy tụi mình mới dám đảm bảo là xe đi lâu dài. Như vậy thì mình mới dám đảm bảo là an toàn tuyệt đối. Còn giờ nó không lẽ giờ khui từng dây ra coi rồi mình đi lại, mình lại lấy dây điện của mình kéo từng dây ra, nó lâu. Một đồng vốn nhưng mà 4 đồng công lận, một đồng gọi là một đồng gì cái gì đó, nhưng mà ý là tiền sản phẩm thì 100 ngàn nhưng mà tiền công để làm cái đó tới 400-500 ngàn lận. Nên là thôi mua mẹ bộ dây điện mới lắp cho nhanh cho nó ngon. 3-4 ngày nữa thì khách mới mang xe qua để làm, thì có xe thì mình sẽ quay lại toàn bộ quá trình mình xử lý một bộ dây điện khác với hai mục đích. Thứ nhất là để cho những anh khác có kinh nghiệm về vấn đề này để xử lý. Cái thứ hai là cho khách hàng xem giá trị của việc thay và thời gian là bao lâu và với mức tiền công đó có xứng đáng hay không. Thì tới khi mà có bộ dây điện mình sẽ quay video tiếp ha. Trong lúc mà mình quay á, mình dùng những cái lời lẽ, những cái ngôn từ nó không được hay, mong các bạn thông cảm cho mình, cũng cần phải nói vậy để các bạn hiểu được cái giá trị ha, chứ không biết nói sao giờ. Đương nhiên sẽ có người thích và sẽ có người ghét, mình không làm hài lòng hết được. Nếu xe bạn đã từng bị rồi cứ comment bên dưới để những người khác họ tránh nha. Rồi có bất kỳ thắc mắc gì về việc làm xe các bạn cứ bình luận bên dưới hoặc là nhắn tin vào fanpage mình sẽ đáp nha. Bye bye.